Chào chú bác anh em, chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nay em giới thiệu chú bác anh em đồ chú bác anh em tham khảo nha. Có cần gì liên hệ với em nha, số điện thoại em để với tôi đều về tiêu đề của video á. Nhắn tin hoặc là điện thoại ngay chú bác anh em. Em không chốt hàng bên Zalo nha. Lưu ý chú bác anh em là em không có ship code nha. Mua hàng 300.000, từ 300.000, từ đủ 300.000 cho lên em bao ship. Giờ em giữ hàng chú bác anh em tới 10 giờ trưa ngày mai. Qua 10 giờ trưa ngày mai nếu không có nhận được thông tin của chú bác anh em thì em sẽ tự động hủy đơn hàng và không báo lại nha. Chú bác anh em có bận việc gì đó thì liên hệ lại với em nha. Rồi em giới thiệu vài món cho chú bác anh em nha. Thì đầu tiên em cũng giới thiệu chú bác anh em mấy cái ly inox của Nhật nha. Mấy cái ly này là ly mới chưa có xài, ly dưỡng nhiệt nha chú bác anh em. Ly này là ly dưỡng nhiệt hai lớp, nó hai lớp ha, nó bằng inox. Nó dưỡng nhiệt thì nó dưỡng nhiệt như thế nào thì mình đựng nước đá thì nó dưỡng nhiệt ở bên trong, nó sẽ không truyền nhiệt ra ngoài, vì vậy nó sẽ không bị ngưng tụ hơi, nó không bị ngưng tụ nước ở ngoài này. Tức là cái ly mình nó vẫn khô ráo cho dù mình đựng nước đá ha. Và nó giữ nhiệt. Thì một yếu tố nữa là nó giữ được thời gian rất là lâu ha. Rất là lâu. Thì em bỏ cái em thử, em test thử cái cục đá cưa mà để uống bia đó chú bác anh em. Em để có thể là từ sáng tới chiều nó chưa tan hết nha. Thì cái ly này chú bác anh em mình uống bia thì nó rất phù hợp ha. Nó giữ được nhiệt nè, nó không có tan đá, nó ít có tan đá cho nên bia mình nó không có bị loãng. Cho dù mình để đó mình nói chuyện vu vơ gì ha thì bia nó cũng không có bị lạc. Đó là nó giữ, xin lỗi chú bác nè, đó là nó giữ nhiệt ha. Này nó bị dơ, chưa có xài nghe chú bác anh em. Đó là nó giữ lạnh, còn nó giữ nóng, nó giữ nóng là khi mình đổ nước nóng, nước sôi nha, thậm chí là nước sôi 100 độ á, thì mình đổ vô thì mình đổ vô rồi mình vẫn cầm bình thường, tại vì nó là hai lớp, nó hai lớp cho nên nó ở giữa là một lớp chân không, cho nên nó không có truyền nhiệt, nó không có truyền nhiệt qua được, cho nên ở bên ngoài này nó vẫn bình thường. Quả chăng là nó hơi ấm ấm tí thôi, hơi ấm ấm tí thôi. Cái đáy này cũng vậy, cái đáy này cũng là hai lớp, nói chung là nó thiết kế là hai lớp nha chú bác anh em. Thì dung tích của nó là tương đương một lon bia, một lon bia bình thường nha chú bác anh em. Và đặc biệt là nó không có bị chìm, nếu mà rơi rớt xuống nước nó không có bị chìm nha chú bác anh em, tại vì nó thiết kế là ở bên trong chân không, cho nên nó rớt xuống nước nó không có bị chìm. Thì mấy cái ly này thì cũng nhiều anh em bán rồi, cho nên em cũng giới thiệu cơ bản vậy thôi. Ly mới nha. Thì cái ly này á em bán là một cái là 70.000, ship từ 3 cái nha chú bác anh em. Em ship từ 3 cái nha, một cái là 70.000. Còn chú bác anh em mà mua số lượng nhiều thì liên hệ em ha, tại vì em về rất là nhiều. Cái dịp Tết này em về rất là nhiều để giới thiệu cho bác anh em á, ai có nhu cầu thì liên hệ nha. Thì em cũng nói thêm là ở phía ngoài này chú bác anh em sẽ thấy những cái vết trầy. Cái vết trầy này không phải là trầy cái inox nha chú bác anh em, nó chỉ là trầy một cái lớp sơn bên ngoài thôi. Ở bên ngoài nó có một cái lớp sơn bóng, sơn trong để bảo vệ ha. Thì nó chỉ bị trầy cái lớp sơn bên ngoài thôi. Đó, cho nên cái inox bên trong thì nó không có bị chảy nghe chú bác anh em. Nó lưu ý chú bác anh em. Thì ly đây là ly 7. Ly 7 về họ trồng vô như thế này ha. Đó, cho nên nó sẽ có bị chảy. Thì chú bác anh em mua thì em sẽ lấy ngẫu nhiên nha. Thì ly nó hoàn toàn là ly mới ha, chưa có xài. Em sẽ lấy ngẫu nhiên. Cái chảy ít, cái chảy nhiều chứ không có cái nào mà không chảy nha. Mà nó chỉ chảy lớp sơn thôi nha chú bác anh em, chảy lớp sơn thôi nha. Rồi chú anh em á, một cái 70.000, một cái 70.000 nha chú anh em, ship từ 3 cái nha chú anh em.
Rồi, xong phần ly. Tiếp theo là em giới thiệu cho các anh em là combo dứt hồ lô của Vietcell nha. Nó bao gồm 5 cây. Cơ bản là đủ ha, PS1, PS2, hai cái vít trừ. Ở đây hai cái vít nhỏ này thì nó dài là 1 tấc 6 nha chú bác anh em. Thì ở đây nó có một cái cây là trừ, trừ này là trừ 4 nha, cây này là trừ 4 à, cán nó còn đẹp nha chú bác anh em. Còn cây này là PH1 ha, cạnh kiết rồi còn rất là sắc bén nha, nó ngoại hình còn đẹp, cán không có bị trầy xước gì hết á. Đó, nó dài 1 tấc 6 là một cây PH1, một cây trừ 4. Tiếp theo hai cây này là một cây PH2 và một cây trừ 6, nó dài 2 tấc. À, cây này là trừ 6 đây, cạnh kiến thì còn đẹp nha. Rồi cây PH2, cây này xài lướt thôi đó, thân vít còn đẹp ha, cán thì còn ok hết, không bị trong bong tróc gì hết nha chú bác anh em. Rồi một cây vít PH2 dài, cây này nó dài tới 3 tấc nha, cây này dài 3 tấc nha chú bác anh em. Cây này cũng xài lướt à. À, thân của nó đây thì nó có bị rỉ rỉ chút đỉnh ha. Cái này là chỗ cái tem á chú bác anh em, họ xài lướt rồi họ bỏ, còn cái tem giấy á nó bị ẩm ha, chứ còn cái mũi vít với lại cán vít thì còn đẹp nha. Rồi combo năm mấy cây vít của hồ lô của Vietcell á, mã số là 8201, giá 350. 350 là bao ship rồi nha chú bác anh em, tức là đơn hàng từ 300.000 trở lên chuyển khoản là em bao ship rồi đó. Rồi tiếp theo em sẽ giới thiệu cho bác anh em một cái chữ T, một cái chữ T, và nó là chữ T này là cái đầu 1/4 ha, chữ T này là cái đầu 1/4, đầu khẩu 1/4 ha. Và ở đây em có mấy cái đầu khẩu 1/4 đây, thì nó bao gồm 2, 4, 6, 8, 9 đầu. 9 đầu ha, nó từ 5.5 nè, chú anh em nghe giùm em nha. 5.5, 5, rồi 5.5, rồi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó, 2, 4, 6, 8, 9 đầu ha, khẩu 1/4. Và một cái chữ T, chữ T này của Vietcell nha chú anh em. À, Vietcell ha, Japan đây, còn đẹp nha chú bác anh em. Chữ T mình cầm mình dặn ha, mình cho cái khẩu vô đây rồi mình dặn ha, nó khá là dài nha, nó dài tổng thể là 17.5 cm đó. Đó, còn đẹp nha, bi biết rồi còn ok nha chú bác anh em. Này của Vietcell nha, Vietcell Japan ha. Đó thì em bán combo này, mã số 8202, giá 200.000. Tiếp theo là một cái kềm điện của Vietcell. Cây này nó dài gần 2 tấc 1, 2 tấc 1 ấy, gần 2 tấc 1 á. Răng còn rất là đẹp chứ bác anh em, răng lưỡi còn rất là đẹp nha. Cái này có xài lướt à, không có bị dập răng nha chứ bác anh em. Lưỡi cũng xài lướt thôi, không có bị mẻ nha, không bị mẻ nha. Rõ đây,
cắt tốt mọi vị trí nha chú ba anh em, dài gần 2 tấc mốt, mã số 8203 giá 200 ngàn. Tiếp theo là một cây dũa, một cây dũa cũng của Vietcell luôn. Cây này là cây sữa ren, sữa ren á, tức là mình dùng để sửa mấy cái răng, mấy răng của mấy cái bồ lon đó chú anh em, mấy cái bồ lon mà mình cắt hoặc là mình nó bị dập răng gì đó thì mình dùng cái này mình dũa lại ha, mình dũa lại thì răng nó sẽ đều lại ha. Thì cây này là nó những cái thông số này là những cái bước răng đó chú bác anh em, những cái bước răng, những cái khoảng cách răng á, khoảng cách răng của cái bồ lon á. Thì ở đây nó nhỏ nhất là 0.75 nè, nó tới 8 bước răng nha, 1.0 rồi 1.75, 2.0 rồi 1.25, 1.5 và 2.5 và 3.0 đó. Cái này về sau này, cái này sản xuất ở Mỹ nha chú ba anh em, made in USA ha, còn đẹp nha, không mẻ răng nào nha, còn rất là bén nha. Nó hai đầu thì tổng dài là 21,5 cm, còn cái lưỡi dũa nó, lưỡi dũa nó là gần 8 phân nha. Rồi cái nó vuông thì khoảng 1 phân mấy á, 1 phần 2 á, 1 phần 2 vuông á, cạnh vuông ha. À, không bị mẻ răng nào nha chú anh em. Vietcell made in USA ha. Rồi cây này mã số là 8204 giá 400 ngàn. Tiếp theo em bán cái combo lục giác của A nha, A made in Japan nha. Thì ở đây nó bao gồm các số là nhỏ nhất là 2 ly, ổ nhỏ nhất là 2.5, 2.5 rồi 3, 3 rồi 4, rồi 5, rồi 6, 8, 10, 7 cây ha, 7 cây như thường lại em hay bán nè. Trong đó thì có cây số 10 là cây thép đen nha chú anh em, cây số 10 là thép đen nha, 10 ly là thép đen nha, tất cả đều dọc, made in Japan, đó, đầu bi, lục giác đầu bi á, nó là hàng xài lướt nha chú bác anh em, có cây chưa xài luôn, có cây chưa xài, có cây xài lướt, nói chung là còn sáng đẹp ha. Tất cả trên đây đều có dọc A made in Japan nha. Hiện đo sơ chú bác anh em nha, cái cây dài nhất nó là 2 tấc 3, còn cây ngắn nhất của nó là 11,5 cm. 27 cây á, như em nói nãy giờ nha, nó có tự tính nha cho bác anh em, nó có tự tính để mà mình khi mà mình dặn mấy con ốc ở trong kẹt rồi nó không có bị rớt ra ngoài nha, nó dính vô nó không có bị rớt ra ngoài nha. Rồi cái combo lục giác này mã số 8205 giá 230 ngàn. Tiếp theo là em báo một cây sủi, cây sủi của Kanazawa, cây sủi của Kanazawa mình dùng để sủi sơn và mấy anh em bên xây dựng sủi bột chét tường rồi đó, sủi sơn là sủi gì đó, mình muốn sủi gì mình sủi á. Cây này nó dài 2 tấc 2 nha, 2 tấc 2, có đầu đóng luôn nha, có đầu đóng. Tay cầm này có bọc cao su mềm ha. Canh dao qua. Cái này xài lưỡi dao bọc giấy nha các bác anh em. Đặc biệt là cái này nó rất là đặc biệt, cái là nó thao tác nhanh nha. Tức là mình chỉ cần dặn con ốc này ra ha, rồi mình bóp dưới đây. Ha, mình bóp dưới đây thì nó sẽ hẻ cái ngàm ra ha. Đó. Nó hẻ cái ngàm ra rồi mình cho lưỡi vô. Ha, rồi xong mình dặn cái này lại thôi. Không cần phải sử dụng tu vít để dặn mấy con ốc vít ha. Này rất là nhanh. Đó. Thì cái này
cái cây sổi này kèm năm lưỡi dao rọc giấy của Nhật mới chưa sử dụng, tức là cây sổi và 5 lưỡi dao rọc giấy để lắp vô đây xài. Mã số 8206 giá 250. Cái này bằng nhôm, cái ống này bằng thép, con tán trên đây cũng bằng thép luôn ha. Rồi tiếp theo là một cây kìm mở phe. Đây là cái kìm mở phe trong ha, tức là mình bóp vô nè, kìm mở phe trong ha. Cái này là của Lucky, nó in mực lên trên này, em vệ sinh nó bay mất rồi, của Lucky. Cái này xài lướt thôi, mở phe trong cho nên cái mũi của nó sẽ có cái khớp ở đây ha, để giữ phe lại nó không bị tuột phe ngay chú anh em. Cây này là xây lớn nha, cây này nó dài 2 tấc mốt, dài 2 tấc mốt, của Lucky nha, cam đoan chú anh em là của Lucky ha, của Lucky. Cái này nó mở phe lớn nha chú bác anh em, để em đo cái đầu nó. Nó khoảng 2 ly nha chú bác anh em, cái mũi này khoảng 2 ly nha, khoảng 2 ly á, thì chú bác anh em lưu ý ha, khoảng 2 ly là mở mấy cái phe lớn đó nha, mở lớn lắm, cái mũi khoảng 2 ly. Cây này còn rất là mới nha, vỏ nè. Rồi mã số 8207 giá 190.000. Tiếp theo cũng là một cây kìm mở, này là thì mở phe ngoài nha, tức là mình bóp vô nó banh ra ha, mình bóp thì nó banh ra là mở phe ngoài. Cây này thì của KTC Japan đó. Đó, mũi nó đây, mũi nó là cái dạng như là hình 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 nón nha chú bác anh em, tức là ở ngoài thì to, ở trong thì nhỏ, để phe nó sẽ tuột vô trong này, nó không bị tuột ra ngoài. Cái mũi này cũng khá lớn nha, phe này là phe lớn không á. Cái mũi này là cũng khoảng 2 ly nha chú bác anh em, mũi này mũi khoảng 2 ly nha ha, có lò xo nè, để em đo coi nó dài bao nhiêu. Cây này nó dài gần 1 tấc 9, 18 phân rưỡi. Cái mũi này có thể thay được nha chú bác anh em nè ha, đó cái mũi zin của nó nha. Cái mũi này nó có tự tính luôn nha chú bác anh em, nó hít luôn á, nó có tự tính á. Cái này còn đẹp nha, còn mới đẹp, cái mặt này thì hơi bị rỗ thôi. Rồi cây này cũng bằng giá luôn, 8208 giá 190.000. Tiếp theo em bán một cây kìm nguội, cây kìm cắt nguội của thằng Victor. Hai Victor nha, kìm cắt nguội nha, Victor Hacksven nha. Cây ngoại hình nó đây, răng răng còn rất là đều đặn nha, lưỡi cắt thì ok, không nhâm không mẻ. Cái này nó dài 2 tấc mốt, dài 2 tấc mốt, kìm cắt nguội cho bác anh em. Mã số 8209 giá 200.000 cái kìm này. Tiếp theo em bán combo hai cây kìm, một cây kìm nhọn và một cây kìm cắt sát.
Cây ghềm mũi nhọn này là của Fujiya. Cây ghềm cắt sát này là của Fujiya. Fujiya 90S150 có chữ Made in Japan này mà nó bay rồi. Lưỡi đây có xài lướt nha chú bác anh em. Có lò xo. Ở đây có cái cử. Cái cử này có này con tán bằng đồng thau vậy nè. Cái cử để mình điều chỉnh cái độ hở của lưỡi nha chú bác anh em. Điều chỉnh độ hở của lưỡi ha. Vỏ còn đẹp. Vỏ liền lạc hết. Cắt sát tức là dùng để mình cắt cái gì đó mà mình cần cắt sát và cắt cắt mềm nha chú bác anh em. Cắt dây đồng, dây nhôm rồi hay cắt thứ ha, hoặc cắt nhựa. Không dùng cắt dây kẽm nha. Cái này không dùng cắt dây kẽm nha chú bác anh em. Dây kẽm bây giờ kẽm nhỏ, kẽm vừa thì được. Cái này dài 1 tấc 6. Rồi cái kìm mũi nhọn. Cái kìm mũi nhọn nó dài 1 tấc 65. Cũng có lò xo luôn. Cái mũi nhọn này thì nó đa năng. Nó có một lỗ tuốt dây điện nè, bấm cót nè, rồi hai cái lỗ tròn răng kẹp rồi các thứ á. Răng lưỡi còn đẹp. Lưỡi cắt còn nguyên zin luôn nha. Cái này của Topman nha. Japan nha. Cắt. Tuốt dây điện nè. Đầu kìm còn rất là đẹp. Rồi, hai cây kìm này mã số 8210 giá 250. Tiếp theo em bán combo hai kìm này, một cây kìm bằng và một cây kìm cấp có một lỗ tuốt dây điện. Hai kìm này của thằng Rồ Grip nha, Rồ Grip nè. Đó, CN 150 ship H ha. Đây. Rồ Grip. Đó. Có dấu zip đây nữa nè. Hai cây nó cứ thiết kế như nhau ha. Nó vỏ cũng cao su nhám nè. Hai cây độ dài cũng tương đương nhau à. Nó dài khoảng 165 mm nha cho bác anh em. Thì cái kìm đầu bằng đây. Đó, ngoại hình còn đẹp nha. Cái này ông xài lướt thôi. Vỏ giết được còn ok nha. Cắn chút xíu thôi. Nói chung mấy kìm cũ thì không có khuyến cáo anh em, không khuyến khích anh em sử dụng điện sống nha. Mình sử dụng điện sống thì mình gia cố lại nha. Không có bảo đảm nha. Đó, răng thì còn ok. Lưỡi cắt cũng còn nguyên zin luôn á. Răng ở ngoài có răng nhuyễn nữa nè. Đó. Rồi cái kìm cắt. Có một lỗ tuốt dây điện. Lưỡi cũng xài lướt. Không nhâm không mẻ ha. Đó, ngoài hình cũng còn đẹp. Vỏ nó cũng bị cấn chút xíu thôi. Đây ngoài hình nữa đây. Còn khá là đẹp ha. Có một lỗ tuốt dây điện. Cắt ở trong này, cái lưỡi cắt ở trong này nó có hở nha chú bác anh em. Ở trong nó có hở nha, phần trong này nè. Nó phần trong này mình dùng mình cắt dây kẽm này được nè, còn ở ngoài này mình cắt dây điện nha. Ha, ở ngoài này mình bấm dây điện rồi cắt dây điện rồi ha, còn ở trong thì cắt dây điện nó không có đứt nha. Dây này không đứt nha. Đó, từ cái lỗ tuốt ra ngoài. Còn cái kìm bằng này thì cắt ngọt. Rồi hai cây cùng một thương hiệu ha. Tình trạng như nhau. Mã số 8211 giá 260.000. Tiếp theo, em bán một cây kìm đa năng này. Nó cắt tuốt dây điện, cắt ti ren, bấm cót. Cái này của Mỹ á. Made in USA nha. Đây thương hiệu nó đây chú bác anh em. Này tên của mấy ổng xài, mấy ổng viết vô ha.
Cây này nó dài 18,5 18,5 cm. Nó tuốt dây điện thì cái lỗ lớn nhất của nó là khoảng cái lỗ này chắc khoảng 3,5 á chú bác anh em. Khoảng 3,5 á nha. Rất là lớn. Cái dây dây hai cái dây đi bóng đèn của mình nè. Để coi cái dây đi bóng đèn của mình nó phi 3 chấm nè. Phi 3 chấm á. Mà đút vô đây là lọt lọt tót luôn á, lỏng le luôn á. Thì em nghĩ là nó tuốt được cái dây có tiết diện cái lỗi đồng khoảng 3,5 nha. Thì đây thì mình tuốt dây đi bóng đèn nè. Ha. Rồi cắt. Cắt rất là ngọt nha. Đó, tuốt dây đưa vô tuốt thôi, còn ngoài này là để bấm code đó, code này nè, đó thông số nó để như vậy đó chú ba nè. Còn đây dùng để cắt đinh, cắt đinh, cắt kẽm, cắt ti ren được các thứ. Đó ngoại hình đây quá trời chữ luôn, nó dập cái gì mà tùm lum hết trơn, còn khá là đẹp nha. Vỏ vỏ này rất là dày nha cho bác anh em. Vỏ này có thể cắt điện nè, vỏ này còn liên lạc hết luôn. Mấy cao su của Mỹ thì nó tốt hơn. Rồi cây này mã số 8212 giá 200 ngàn. Tiếp theo là một cây kìm cắt. Cây kìm cắt của Clean Tool. Clean Tool à, hình có logo hình anh thợ điện nè chú bác, có chữ Made in USA nha, Made in USA nha, đó đó Made in USA ha, D 2000, nó 1857, logo hình anh thợ điện đây, Clean Tool à, cây này còn rất là đẹp, rất là đẹp luôn, thiết kế cong lên nữa nè. Cái cong lên ha, thao tác nó dễ hơn. Cây này nó có chiều dài là 20,5 cm. Cái lưỡi của nó thì còn khít rịp nha chú bác anh em. Cái lưỡi này là nó mới xài lướt thôi, mới xài lướt thôi ha. Đây quá trời chữ bên đây nữa nè. Nhưng mà mấy ổng dùng, mấy ổng bấm cái điện sống nè, nó bị cháy ở trên mũi nè nha, bị cháy một lỗ trên mũi nha. Đó. Cháy một lỗ trên mũi thôi. Còn lại là rất là đẹp. Đấy, cái kèm còn rất là đẹp. Vỏ còn liền lạc hết luôn nha. Liền đẹp. Rồi cái kèm này mã số 8213 giá 350.000. Tiếp theo một cây này cũng là của Clean Tool luôn nè chú anh em. Nhưng mà cây này nó dập rất là mờ. Bây giờ nó bị rỗ cái mặt này nha. Thành ra nó rất là khó thấy. Chú anh em không thấy đâu. Phải biết nó thì mới thấy. Biết nó nhìn vô mấy cái này nè. Còn cái cây cục điện nè. Anh thợ điện nó mất tiêu rồi không thấy. Còn thấy mờ mờ thôi à. Thấy cây cục điện nè. Đó. Cây này thì nó hơi bị tàn rồi, nó ngoại hình này nó bị rỗ nè, rỗ đó ha, mà quan trọng là cái lưỡi cắt nè còn đẹp ha, lưỡi cắt này xài lướt thôi đó, xài lướt thôi, có một cái dấu ở đây nè đó. Đó, răng thì còn ok, răng còn rất là cao, rất là đều, răng này còn rất là đẹp. Lưỡi cắt thì nói chung còn cắt ok hết. Có ngoại hình hơi xấu, vỏ viết banh chành đó rồi ha. Nhưng mà cắt rất là tốt. Nó dài 2 tấc 2, dài 2 tấc 2 nha. Cắt rất là khỏe. Mọi vị trí đều cắt tốt chứ bác anh em. Ha. Cắt rất là tốt. Đó, cây này nó hơi xấu nha, nói chú bác anh em, nó rõ chú bác anh em nha, nó hơi xấu nha, hơi xấu nhưng mà nó xài tốt, cho nên để giá
tương đối với chú anh em xài nha, 8214 giá 250. Rồi tiếp theo em bán combo nha, một cây Livo mini hai thủy, một cây thủy đứng và một cây thủy thủy ngang, và một cây kèm đa năng cắt tút dây điện tấm cốt. Cây kèm này nó đẩy nó toàn là tiếng Nhật thôi, à, không có hiệu gì hết. Cái này nó xài theo chuẩn chuẩn mét nè, nó tốt dây điện được 0.75, 1.0, 1.5 nè, cho tới 5.5 ha, maximum là 5.5. Rồi nó cắt ha, cắt dây điện đây ha, lưỡi cắt không nhâm không mẻ nha. Rồi nó cắt tiren nè, mấy cái tiren mình đây nè, M2.0, M3, M5, M4, M3.5. Bấm code, bấm code thì nó code này nó bấm cắt xay là 1.5, 2.5, 5.5 đó. Rồi ở mũi này nó có răng nha, mũi có răng để kẹp ha, kẹp bẻ vỏ rất là dày, vỏ này cách điện tốt nha, chắc chắn luôn á, tại vì nó rất là dày. À, ngoại hình nó cũng còn khá là đẹp nha chú anh em. Cây dài 2 tấc 2 hơn. Tút dây đi bóng đèn mình tút lỗ 1.5 ha, tút lỗ 1.5 cắt, cắt rất là tốt. Rồi ống cốt. Rồi cái Libo, Libo này là của thằng cái gì Ebisu á, Ebisu Diamond đó chú anh em, mà em vệ sinh nó bay cái tem rồi mà còn đẹp nha, có 500, có 500 nha ha. Cây này nó ngắn thôi à, nó dài có 1 tấc rồi nha, nó dài có 1 tấc à, hỉ còn đẹp, hỉ còn trong ha, rõ ràng ha. Đó, nhựa dưới này bằng nhôm, đây có 500 hít nha, này của Ebisu Diamond đó chú anh em, nó còn đẹp. Mình làm mấy công việc mà không cần độ chính xác cao á, thì mình chỉ cần cái cây nhỏ này thôi chú anh em, cần cái cây nhỏ này thôi. Ví dụ như mình thi công máy lạnh rồi ha, hoặc là thi công những cái mà không cần cái độ chính xác cao á, hoặc là lắp kệ, hoặc là nói chung là làm những cái công việc không cần độ chính xác cao thì mình xài cái này là ok. Hoặc là xài gia đình đó, xài gia đình mình lắp kệ lắp đồ đó, chỉ cần cái này là mình cân là ok rồi, không cần phải mấy thước dài làm gì. Với lại cái cây kèm này ha, kèm này cũng đa năng rồi, nó xài gia đình là ok rồi ha. Rồi em bán hai cái này mã số 8215 giá 300.000. Tiếp theo em về một cây cắt gạch nữa chú anh em, một cây cắt gạch sử dụng lưỡi hợp kim, lưỡi bánh bánh xe nha, bánh xe hợp kim ha, lưỡi không nhâm không mẻ nha, hai bánh xe hợp kim nè, ở đây con tán nhỏ xíu xíu mà nó bằng đồng thau nè chú anh em. Đó, cái này thì bằng nhôm, cái này cũng có mấy lồng đèn đồng thau á, cái này của thằng Ziken nè, Ziken Japan ha, tay cầm có cao su liền lạc hết nha. Cây này nó có chiều dài là 2 tấc 2, thì mình cắt về chú ba anh em, cắt nhẹ xong rồi mình đưa vô, mình bóp, mình đưa vô cái chữ V này nè, mình bóp để em làm thử chú ba anh em coi nha. Em thì chỉ là nghiệp dư thôi, ngày trước cũng có đi phù hồ, nhưng mà thường là xài bằng máy thôi, cắt bằng máy chứ không cắt bằng mấy cái này lắm. Máy nhiều khi mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ, mình lắp gạch hoặc là mình ốp lát á, mấy chi tiết nhỏ mà cầm máy cắt nó rất là phiền, rất là bất tiện nè. Chú bác anh em coi nha, em cắt thử nha. Thì mấy cây lần trước em bán em cũng test sơ vậy cho chú anh em coi á. Ây da, không được rồi, không, nghiệp dư rồi, làm không được rồi chú anh em ơi.
Tại cái này nó trên đây nó trong trơn quá. Đây là mạnh cái nữa nha. Này là mạnh tay xíu à. Nhẹ tay quá. Được không? Chắc được quá. Đó. Ok này chú anh em. Đó. Mạnh tay xíu là ok liền thấy không? Đó. Ha. Cái này đẹp hơn nha. Cái này đẹp hơn cây trước. Rất là cứng cáp ha. Rồi cây này mã số 8216 giá 230.000. Thứ em bán cái combo mũi hàng điện, mũi hàng chì. Hàng chì, hàng thiết đó. Cái mũi hàng của thương hiệu là Good God gì đó chú bác anh em. Ha, God Made in Japan. Cái mũi này công suất của nó là 30W nha. Nó để 30W ở đây nè, bây giờ nó mầm ngò rồi. 30W. Nên còn khá là đẹp, khá là mới nha, xài lướt à. Mũi nó nè. Đó, xài lướt thôi, dây zin các thứ, dây không bị đứt, không bị gì hết, còn rất là mới. Ha, cái mũi bao sống chú bác anh em nha. Và lưu ý là điện 100W nha, điện 100W. Với lại một cuộn chì hàng nè, một cuộn chì hàng của Nhật. Đây cuộn chì này nó có thông số nè, gì 60% rồi phi 1 ly. Tổng dài là 43m nhưng cái này xài được một chút xíu rồi. Ở 4m3. Nó xài chút xíu rồi, cái này chắc nó còn tầm không biết bao nhiêu nữa. Đó, ở trong đây nè. Nó còn mấy dòng trong này nè. Nó xài rất là ngon. Với lại một cái vỉ để gác mũi hàng cho bác anh em, gác mũi hàng với lại một cái miếng bọt biển để vệ sinh mũi hàng ha. Này cũng gót luôn nha. Ha, gót Made in Japan này bằng thép không rỉ nha. Thép không rỉ. Thì cái vỉ này nó có kích thước là 8,5 5,5 x 8,5. 5,5 x 8,5 ha. Cái này bằng thép không rỉ bằng inox cho bác anh em. Đó, bật lên để mình gác mũi hàng lên đây ha. Rồi cái miếng này để vệ sinh cái mũi hàng. Miếng bọt biển ha. Đó, em bán combo mũi hàng này vậy ha. Mã số 8217 giá 200.000. Tiếp theo là một cây combo cơ khí thủ công. Cây combo rèn thủ công. Cái này là của thằng SKS. À, SKS chú bác anh em. Còn rất là đẹp. Còn rất là đẹp, cái này có vẻ như là chưa có xài luôn á. Cái phần mũi này họ gia nhiệt nha chú bác anh em. Họ gia nhiệt. Họ gia nhiệt cái phần mũi nha. Đó. Mũi rất là nhọn, rất là bén nha. Rất là nhọn, rất là bén. À, cây này còn rất là đẹp. Rất là đẹp nha, thép còn rất là mịn màng. Đó. Cây này nó dài là 2 tấc nha chú anh em. 20,5cm nha. Hơn 2 tấc xíu ha. Nó còn rất là đẹp. Hơn 2 tấc. Combo cơ khí thủ công. Rất là cứng cáp chú anh em. À, rất là cứng cáp. Mấy cái combo cơ khí thủ công của Nhật thì chú anh em làm nghề xài rất là sướng nha. Xài rất là sướng tay. Nó chắc. Mã số 8218 giá 200.000. Thế em bán cái cưa gom bôi xay lưỡi 2 tấc 1. Hai lưỡi nha. Kèm hai lưỡi. Hai lưỡi 2 tấc 1 á. Hai lưỡi này không bị gãy, không bị mẻ gì hết.
mà có bị toxic nha, cán còn đẹp, cán còn gần như mới nha, không có bị rỉ sét, không có bị gì hết, cao su thì còn liền lạc hết luôn. Suzuki Made in Japan, cán này còn rất là mới nha. Đó, lưỡi thì nó bị oxy hóa nha, răng thì còn đẹp, còn bao bán luôn. Rồi cây cưa hai lưỡi này, lưỡi 2 tấc 1 này cho ba anh em, thì mình duỗi ra như vậy là nó dài 4 tấc 4 nè. Rồi cái cưa gumboy mã số 8219, giá 350. Tiếp theo là một cây cưa gốc hẹp, cán cưa gốc hẹp của Somet. Somet Made in Japan nha, cán là bằng nhôm, cán bằng nhôm nha. Và ba lưỡi cưa, hai lưỡi cưa sắt, cưa ống nhựa và một lưỡi cưa cành hay cưa gỗ hay cưa gì đó, hai lưỡi cưa lá liễu á chú anh em. Lưỡi cưa này mình có thể lắp vô trong cái cưa này, mình lắp vô á, mình dùng để mình cưa cưa cành ở trong mấy góc hẹp rồi ha. Còn hai lưỡi này mình dùng để mình cưa sắt hoặc là cưa ống nhựa hoặc là cưa cái gì đó mình muốn cưa gì mình cưa ha. Hai cái lưỡi này là lưỡi cưa sắt. Thì nó có một lưỡi á, có một lưỡi là lưỡi bình thường, một mặt nha, một mặt full lưỡi, còn một lưỡi là lưỡi nó hai bề nhưng mà mỗi một bề nó chỉ được nửa lưỡi thôi, nửa lưỡi. Cái bề này là răng, một bề răng thưa, một bề răng nhuyễn đó, như phía dưới này lưỡi nó từ đầu này tới đây thôi, cái răng á. À, tới đây là nó trơn nha. Ở trên này cũng vậy, ở trên này thì rưỡi răng nhuyễn nè, răng nhuyễn nó tới đây thôi, tới giữa lưỡi thôi đó. Lưỡi cua nhật hết nha chú bác anh em, hai lưỡi cua nhật ha. Với lại một lưỡi cua lá liễu dùng để cưa cành trong góc hẹp, và một cái cán cưa của Somet Made in Japan mã số 8220, giá 250. Tiếp theo là một cái cờ lê đa năng, một cái cờ lê đa năng đó, nó mở được từ 8 cho tới 22 ly. Cây này có thương hiệu Rip Tool, 8 tới 22 ly. À, mình điều chỉnh cái này đây chú anh em ha. Đó, 8 tới 22 ly, răng còn rất là đẹp nha, răng không bị giật nha chú anh em. Nó xài lướt thôi, có xài rồi mà xài lướt thôi, không có bị dập nha. Đó, đây con ốc nó nè, ở trên đầu này nó là răng cưa nè, để nó bám ốc đó chú bác anh em. Còn con ốc banh me của nó thì con ốc banh me nó còn rất là sắc nha, rất là sắc. Cái con lăn này cũng vậy nè, còn rất là đẹp nha. Ngoại hình thì không có bị chốc xi nha, ngoại hình nó rất là đẹp, rất là nặng luôn, cây này rất là nặng luôn. Thì cái nhỉnh lên về cho ba nè, nhỉnh lên nha, thì cái nhỉnh lên nha, nó dài 2 tấc 3 nha, dài 2 tấc 3, nó mở được từ 8 tới 22 ly, từ 8 tới 22 ly ha. Rồi cây này mã số, ở đây nó quá trời số đây nè, CHL UAPET URV từ lưu hộp me ha. Mã số 8221, giá 400 ngàn. À, em bán cái bộ đóng số
một bộ đánh số kích thước của nó là 12 ly, tức là chiều dài của cái số là 12 ly, bao gồm 10 số ha, từ 0 tới 10, ở lộn từ 0 tới 9, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, số 6 số 9 riêng biệt luôn, hai số luôn ha. Đấy tức là 10 đầu. Bộ này xài lướt nha chú bác anh em. Đây. Đó, xài lướt ha, có dấu đóng ha. À. Nhưng mà cái thân của nó thì bằng giống như bằng thép gì á, thép gì mà nó mù mù xám xám. Số thì ok nha chú bác anh em. Số thì không bị vấn đề gì hết nha, còn rất là bén nha. Em đã test thử rồi. 10 đầu nha. Chiều dài của nó là 8 phân, gần 8 phân, 7 phân 7. Rồi cái cạnh của nó là 1 phân R, 1 phân 3. 1 phân 3 vuông chứ bác anh em. 1 phân 3 vuông, 1 phân 3 vuông nha. Đó, 10 cây ha. Rất là nặng luôn. Thương hiệu của nó đây chú anh em, Moji gì đây nè, Moji là Checkmate đó, hàng hàng zip đàng hoàng, nó có dấu zip đây mà nó bay mất tiêu rồi, nó chốc rồi, Steel gì nè, nó chốc rồi, Moji Moji Gon nè. Rồi cái bộ đóng số này mã số 8222, giá 650. Chiều cao số là 1 phân 2 nghe cho các anh em, 12 ly á. Bộ lớn nha. Rồi tiếp theo là một cây thước kẹp 10 phân, 10 cm, của thương hiệu là Nigatatsuki. Nigatatsuki made in Japan. Thép không rỉ. Có đo sâu nha cho bác anh em. Có đo sâu nha. Còn khá là chính xác. Nhưng mà cái này độ chính xác không cao nha cho bác anh em, nói trước cho bác anh em nha. Cái này mình dùng để đo phỏng thôi, tức là khi mình cần biết cái đó nó khoảng bao nhiêu á thì mình dùng cái này mình đo ha, chứ không dùng trong cơ khí nha. Khuyến khích chú anh em nha, không dùng trong cơ khí nha, tại vì cái này là cái loại đơn giản thôi, tại vì cái độ sai số nó tới 1 trên 10 luôn nè, tức là 0.0.1 á, 0.1. Còn những cái cây độ chính xác cao là cái độ sai số nó là 1 trên 20, tức là 0.01. Đó thì đây đây nè, cũng còn còn khít nha chú ba anh em, đó còn khít rịch nha, đó nó có cây đo sâu đàng hoàng nha, cây đo sâu đo độ sâu á xài ok nha. Đó, bỏ chú ba anh em mình bỏ túi mình làm mình cái công việc gì mà không cần độ chính xác cao á mình xài cây này ha. Rồi cây này mã số của nó là 8223. Giá nó là 200 ngàn. Tiếp theo là một cây. Cây này hồi chiến tranh thế giới thứ nhất chú bác anh em. Cây này là made in WK Germany nha. Ha. Cái này thì 1 tấc 2, 12 cm. Cái này thì bằng thép, thép đen. Cái này của Đức nha các anh em. Đó. Cũng có đo sâu luôn nha. Đó, thiết kế nó như vậy nè, nó đen thùi như nè. Nó đen mà đen xanh đó. Đó, thiết kế vậy đó. Bánh xe lăn đàng hoàng ha. Cái này để khóa nè, để dặn dặn lại để khóa ha. Đó. Mình đẩy đẩy dưới này lên. Đó, đây nó có cái lưỡi gà đây nè. Ép lại nó khóa lại ha, lưỡi gà này nè. Đó, cũng còn khá chính xác nha chú anh em.
cái cây này là cái lưỡi của nó, là cái lưỡi nó làm như là nó tháp cái hợp kim ở sao chứ quá anh em, hay là nó gia nhiệt gì đó, cái chỗ kẹp nè, ngay chỗ mấy cái kẹp đâu nè, là nó thấy nó làm như nó gia nhiệt hay sao á, hàng của Đức á, hàng cổ á, còn khá là chính xác chú anh em. Nói chung là cũng chỉ dùng để đo phỏng thôi nha, đo phỏng thôi nha, không có dùng để sử dụng trong cơ khí được nha. À, có đo sâu rồi đàng hoàng, còn khá là đẹp. Cái này chắc hồi xưa mấy ông lính Đức mấy ông dùng để đo đạn đo đồ nè, 1900 hồi đó. Rồi cây này mã số 8224 giá 300 ngàn. Rồi cây này mới là cây độ chính xác cao đây. Một cây một tấc rưỡi, một cây thước kẹp một tấc rưỡi của MiTuTuYo. Hai cây này còn mới gần như là 99,9%. Ship ra. Stainless như nè. Còn mới gần như là gần như mới, tại vì nó nằm ở trong cái bao này chú bác anh em. Nó được nằm ở trong cái bao này ha. MiTuTuYo nè. Stainless 15 cm. Còn rất là mới nha. Đó như cái cây này thì độ sai số nó là 1/20 mm nè. À. Còn rất là đẹp luôn, rất là sáng đẹp ha. Có mã số rồi, mã số gì đây nữa. Đó, cây này thì còn chính xác nghe chú bác anh em. Cây này chú bác anh em làm trong cơ khí được nè. Bên ngành phay, ngành tiện đồ ha. Hai mũi nó đây. Còn rất là sắc sắc sảo luôn á. MiTuTuYo Zip. Rồi, cây này chiều dài 1,5 tấc nha chú bác anh em. Có cái bao bao này da 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 chứ không phải simili đâu, da nhưng mà da này chắc da không được tốt lắm nha, có hơn không. Rồi cây này mã số 8225 giá 550. Chắc thôi chú bác anh em ơi, còn nhiều lắm nhưng mà thôi, thời gian nhiều quá rồi. Thôi để clip sau đi. Thì clip này em giới thiệu cho ba anh em nhiều đây nha. Chúc anh em coi cái nào cần thì cứ liên hệ với em nha. Thì nội quy điều kiện thì em cũng đã phổ biến ở đoạn đầu của clip rồi đó. Thì chú bác anh em chú ý giùm em nha. Còn nhiều đồ lắm nè. Ví dụ như cái này là cái cắt ốc chết nè, ốc hư nè. Rồi thước rồi khoan khoan tường nè, khoan lỗ nè. Cà lê thì kim mổ quạ rồi các thứ nè, sinh kê nè, rồi cà lê 4 số của sinh kê nè, lắc léo nè, nhiều lắm. Rồi mỗi lớp phiên bản giới hạn, phiên bản đặc biệt của sinh kê nữa nè, tấc rưỡi ha. Mỗi lớp 200 ml của sinh kê, hàng còn mới can luôn. Thôi để clip sau chú bác anh em, clip sau đi. Rồi cảm ơn chú bác anh em.